Thưa quý vị, ngày hôm qua trên trang cá nhân Facebook của mình thì nghệ sĩ Hà Chí Trung lại chia sẻ có thể là anh sẽ không tham gia chương trình gặp gỡ cuối năm với vai diễn Táo Giao thông quen thuộc hay mới gần đây là Táo Xã hội. Điều này đã khiến cho một lượng đông khán giả không khỏi nuối tiếc. Thông tin được chính anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh không thể tham gia Táo Quân vì lý do vướng lịch diễn nước ngoài và có thể không về kịp khiến cho phần đông khán giả cảm thấy nuối tiếc và thất vọng. Hàng loạt những bình luận tỏ ra tiếc nuối trước những thông tin anh chia sẻ như Táo Quân năm nay thật buồn vì thiếu đi tiếng cười đầy thâm thúy và dí dỏm của chú Chí Trung, hay đêm giao thừa mà vắng chú thì chán lắm, không còn gì là Tết nữa. Phần đông khán giả mong muốn Chí Trung sẽ có mặt kịp để Táo Quân 2017, món ăn tinh thần mỗi dịp cuối năm của người dân, thêm phần hấp dẫn.